ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាទៅអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារនៅស្រុកមីមុតនិងស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោយពីពលរដ្ឋទាំងនោះមានចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជននិងអាជ្ញាធរជាង10ឆ្នាំហើយបានរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងមួយនេះ កាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដំណាងពលរដ្ឋប្រាំបីនាក់បាននាំគ្នាដាក់ញត្តិទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ដោយប្រធានកម្មនិងផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីទំហំជិត400ហិកតាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារនៅឃុំអន្លង់និងឃុំជួមក្រវិនក្រោយរដ្ឋាភិបាលកាត់ឆ្លៀលចាញ់ពីដីក្រុមហ៊ុនម៉ែនសរុនកាលពីឆ្នាំ2016និងពលរដ្ឋ21គ្រួសារនៅភូមិច័ន្ទមូលឃុំច័ន្ទមូលស្រុកមីមុតក
piang pring srok dambae ko ban da nyat to kasum ha ptei som antara kum do hot dai prei sahakum tamhom chieng 1000 hekta pi krom hun chen harmony investment prokol to oy sahakum kan kam ning asrai phol leng veng krasum ha ptei no thngai ti 9 khae kumphya cham 2023 nih ban oy krom porot mo to tu yo likhat chlai tom chum veng ka sna som antara kum pi kasung hai no thngai phuah nih damnang porot praman che 40 neak ko ban nuom khnie mo yo likhat chlai tom nih tam ka nat phong dae dùng tam đi khách cho thai thì 30 khai mẹ gái trăm phí bộ mà phải bày đổi chí nha. Đại cử xuống mà phát đó chung bộ rớt nợ bực mạnh nha. Cứ rõ mặt trái cử xuống mà phát đầy lũ xo khánh. Bạn bình chia tàu rớt tàu ba khách thông khẩu mông. Ôi cho vì nất sợ xa xa rào chí điếu. Nâng đọc xa chung bộ rớt đôi phải lưu cô lạc cho bắp. Hãy chạy tóm tàu bởi chìa bộ rớt vinh. Lũ chương ngân đã làng thá, chia đầm nàng và chia bớt chương mở rơi cổ xa nó không mần lũng, nâng không chương cầu viên, sọc mì mốt, bàn bảo quý đi nó mục xung hạp tế thá, đầm lấy, miền bố rớt chương bảo môi rơi xe sập cổ xa, để miền đầy sọc chất bí bọn hạch tá, miền chùm lúc chùm môi nâng cầm hôn mạng xa rốn, chạp tăng bị chạm bí bọn đọc môi mong, khả nạc bố rớt bàn căn cắp nâng à xay phó lực đầy núc tăng bị chạm bí bọn bảo môi, chia bắn to bắn tôm. Đầm nàng bố rơ rung đếp ba màn to thá, cỏi mô nơi chăm bí bốn đọc ra mùi, rốt thập bí bán bán chanh ăn kết mùi, cắt phí đầy nút chung bố rơ vinh. Bọn tay rung đọc bên nế, ả nhà thô khét mần tuôn bán chanh bán cam sức chung bố rơ nó lợi tế, để thuê bố rơ miên ca bố rơ rơm bí sơ vật tập hiệp đầy thí lý, khả nạ nẹ miên lươi miên ẩm nách mùi chùm nuôn tội hàng thá, đầy đầm bọn mục chia đọc bố kê. Lũ chư ngươn ban này đang thá, bà chú bọn này miệng bố rớt tại chương mùi cổ xa bọn nó, để ban tranh tòa và tiềm tiệm ban cảm xứt, khả nạc bố rớt xanh tiết mình hiện tòa và nổi tế, đôi bà rộng phí sơ vật tập hiếp, khai miệng ca chốt vào cánh, nâng ca chập luôn, cười bí miệng bố rớt mùi chùm nuôn ban chốt bốn thân nhiên kia, đôi xa ca tòa và tiềm tiệm xứt đầy trí này. Cắt tranh bí mẹn dồn nó, khuyên lưu chìa lẹ khả nạc bài khá, chú nông chìa bà rớt năng, tái át toàn miệng nào thà, ạc lòng răng năng á, còn là cắt giang đòi phục nhóm năng, miệng đó đọc giáp bê cây mà miệng 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 nai tư kê chè tư tha đây nè đây kê đây đúng đây kê chứ á ôi phục nhóm mình miệng ả rôm cắt cắt tục mình sóc chất năng đòi tha đây tùm nam nhưng thư dù ấy ở đây thư sát miệng kê mà tha nè đây kê lúc đây kê chứ á bà muốn miệng mà nè mà xa hơi đòi bê cây là miệng dây na mà thờ bọc qua tiết tự dắng phục nhóm nó bị miệng ca phây bức phây bụi nè xây hơi dũng nơi phùm chăn mùl không chăn mùl bà nè dây thá nè phùm chăn mùl chỉ chân cổ xa rồi nơi chua prung đen Campuchia Việt Nam trâu bà nè nhà thô Việt Nam thư tục bụng bình hình đôi mình ơi à xây phó lửa đầy rồi bọc luôn bàn lấy bố rõ rung đếp bà nè hàng thá bố gót bà nè xây phó đôi thư xây nâng đam đam nam xem xinh lửa đầy riêng riêng luôn bàn to bị đồn tá sự thật nơi phùm chăn mùl không chăn mùl sọ mì mốt tăng bị chăn một rồi hốt đó chăn năm 1998, từ bà nhà thô Việt Nam cho mùa ham khuôn, nâng chú chai phó đầm năm rồi bỏ bộ rớt khmai cháu, đôi mình ôi à xây phó tiền lấy, gồm hết phó thá, đây đầm bọn nụ cầm phương miên chấm lúa rưu viên Campuchia nâng Việt Nam, nâng mình tuần bán đọc xài chọc nổ lấy. Nếu xây hồi dân bà này đang thá, cởi mốt nơi chăn năm 2021, bánh hai chấm lúa đầy prung đen ní, trâu bán đọc xài chọc, đôi bán bỏ bằng cuốn, nâng thư phâu gọt prung đen rùi rọt phong đáy. Hãy nè phùm chăn mùi mà phây mùi cổ xá, bàn chô ta xài phó lực đầy riêng riêng khuôn vĩnh. Còn tại nhà thuốc khám nôn đồ bọn nụ, mình ăn nhát ôi phố gót chô ta xài phó lực vĩnh bàn lấy. Khả nạc bố rớt Việt Nam bàn chô ta xài phó lực đầy chuộc prung đầy nụ bàn. Hãy đó khiếm chô thơ tự hiện nâng miền xịt miền nai đè kê nâng càng prung đầy nâng kê hàm khớt ở chăm thơ. Chạy đạch ở hai bà cô prung đầy nâng ngủ. Chạy khám ai dùn đạch hơi hẹp ấy bà chìa bà rốt dùn bàn thơ hay khám ai mình bàn thơ đi. Chôm chìa con khám ai đây mạch bàn mình nói thơ. Ông ca dùn mạch ở thơ hay ông ca khám ai mạch bàn mình nói thơ. Nẹ xây xôn xô lý, nâu khung tập yên bình sổ tầm bái, bàn bảo vệ đi nâu mũ cơ xung hạp tầy thá. Đây chùm nôn chương mùi buôn hạch tá, đề là căn cắm, nâng à xây phó, đôi bà chìa bà rốt mà đôi mong phây bà rộng bay cổ xá. Bàn miên chùm lúc chùm mùi nâng cơm hôn chấn, tăng bị chăm bì buôn đọc bí, cơ đầy nô miền bộ rớt chùm nôn bì phùm, nơi không tập yên bình, bàn à xây phó tăng bị chăm mùi buôn bà rộng rơi chất sắp rộng buôn, bàn to bì ở bộ mặt đáy, đôi thơ xáy. Nâng đam đồng nam xem xinh xâm rạp trên trầm chỉ vân. Còn chúng đốt đầy trí này, đầm nam bố rớt bay nế bàn chua bốn thân nế kia chia bàn to bàn tuôm. Nâng bố rớt xinh tiết bàn ruông ca cầm rơi cầm hành xem xinh bì ở nhà thô phòng đây.
អ្នកស្រីសុនសូលីនបានបន្តថាក្រោយពីក្រុមហ៊ុនបានរំលោភយកដីធ្លីអស់គឺអ្នកភូមិបានធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រនិងចំណាក់ស្រុកដោយសារគ្មានដីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលចាប់ប្រជាពលរដ្ឋវាយចាប់ដាក់គុកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋអត់ឲ្យតវ៉ាយកបានធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់កូនចៅចំណាក់ស្រុកអស់ហើយដូចជាប្តីខ្ញុំកូនខ្ញុំចំណាក់ស្រុកហើយកាលពីនៅធ្វើដីប្រជាពលរដ្ឋបានដីអាស្រ័យផលធ្វើជាដំឡូងដាំជាស្រូវដាំជាពោតគាត់បានលក់យកលុយដល់ស្រ័យជីវភាពបងធនាគារពេលឥឡូវចាន់វាយោមអស់លីងហើយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិស្រែប្រាំងនឹងអត់មានដីអាស្រ័យផលមានថាវិការដោះធនាគារទេគ្រួសារម្នាក់អត់មានបណ្ណានៅជួបជុំគ្រួសារទេគឺបែកបាក់គ្រួសារហើយអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌបានលើកទូរស័ព្ទប៉ុន្តែពេលប្រាប់ថា VOD ទូរស័ព្ទទៅលោកបាននិយាយថាអត់ឮនឹងបានចុចទូរស័ព្ទបិទហើយ VOD បានទូរស័ព្ទទៅម្ដងទៀតប៉ុន្តែលោកបានចុចបិទទូរស័ព្ទម្ដងទៀតផងដែរមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផានមានប្រសាសន៍ថាករណីក្រសួងមហាផ្ទៃចេញលិខិតឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តចុះពិនិត្យនិងដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋនេះគឺលោកមិនមានចំណើថាដោះស្រាយបាននិងមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានលើកឡើងថាក្រសួងបានចេញលិខិតរាប់មិនអស់ឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពលរដ្ឋប៉ុន្តែអាជ្ញាធរទាំងនោះមិនដែលដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋបានឡើយនៃការសម្រេចរបស់ស្ថាប័នក្រសួងសាធារណការពន្ធពិសេសគឺអត្រាពងឬក្រសួងដែនដីអីអញ្ចឹងឬក៏ជាអនុញ្ញាតគណៈកម្មការសូចដីថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ជាតិឬមួយអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិដោះស្រាយវិវាទនេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានមានអំណាចក្នុងការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាធ្វើមកថ្នាក់ខេត្តទេព្រោះថាទៅប្រភេទអីអញ្ចឹងមកគេបានដំណើរការមកផ្ញើទៅក្រសួងវិញអាហ្នឹងគេថាអាចអត់មានអន្តរាគមន៍អីមានសិទ្ធិភាពតទៅទៀតទេបាទ